uống nước tí nè anh Nam. Ngồi đi uống nước. Em thì vô đây thì cũng được một năm rưỡi ha. Dạ. Em làm cả đêm từ 3 giờ chiều dạ. đến 2 giờ sáng. Thì trong tình hình dịch Covid bùng phát á, thì lượng người đi chơi thì ít. Dạ. Nhưng mà tụi em vẫn hoặc tụi em vẫn làm là đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Dạ. Ví dụ trời mưa thì tụi em vẫn làm quét lá, dọn vệ sinh. Công nhân của em á đi làm thì công ty dịch vụ không ít dạ. là ưu tiên tạo điều kiện cho công nhân chúng em là tiêm 2 mũi dạ. và tài trợ như là khẩu trang dạ. với lại vật dụng y tế cho dạ. tụi em để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc dạ.